Suzuki Honda Super xì bò, Yamaha Suzuki kích tán cùng đầu, cầu giữa đường xa ta cũng rủ ra và dầu dầu kìa đẹp là sao, hơ hơ mấy cô trong mình mà cười. Kawasaki Honda Super xì bò, Yamaha Suzuki kích tán cùng đầu, cầu giữa đường xa ta cũng rủ ra và dầu dầu kìa đẹp là sao, hơ hơ mấy cô trong mình mà cười. Mấy cô trong mình mà người, mấy cô trong mình mà người. Đêm nào ngủ cũng nằm chiếm bao, thằng con trai tôi nó cũng mơ bó xe gắn máy. Tao mê mày như gái mê trai, như bà hai cháu lòng mê ông tư thuốc điếu, mê mày như ông trường mê tên bầu, như bòm ve chai mê rượu để mơ ra. Ngồi trong tôi gặp mặt chiếc xe, nhưng đến khi còi hụ các anh mới thấy thằng hai nhái con tôi nó hè hụ dẫn chiếc xe máu của nó về. Tôi mới lấy làm lạ, ủa xe máu sao mày không cởi cho nó quay mày. Nó lắc đầu, dạ thưa té cặp ruột nó xì, còn bu ri thì nó không có nể tới. Nó soạn trong tủ nó lấy nào búa, nào kìm, nào kéo, nào dao, nào keo, nào giấy nhám, cả một tuổi trôi nó lục đục làm hoài. Sau khi sửa xong rồi nó leo lên chiếc xe đạp ba bốn chục vòng, chiếc xe vẫn cà sệt cà sệt cà sệt cho làm thân. Đến khi phát máy nổ lên thì con nít sớm tôi hoảng hồn thức ráo, và thằng con trai tôi nó nói tôi như thế này nè: chiều nay con nước xong rồi, tía leo lên ngồi, con chở tía đi chơi. Tôi đáp rằng tội nghiệp tao nhái ơi, đi thì được rồi nhưng tao sợ gai răng. Tôi cầm lòng không đầu, mau leo lên xe cho nó chở đi chơi. Nói thiệt năm nay tôi cũng trên 60 tuổi rồi, nhưng mà chỗ nào có đàn bà đẹp tôi cũng thường hay lết tới. Không biết thằng con trai tôi học lái xe Suzuki hồi nào mà nó lãng qua lãng lại, làm cho tôi thiếu điều xúc tay lọt xuống bên lề. Tôi ôm eo ấp chặt cứng và tôi mới mở mắt nhìn thiên hạ chung quanh. Ôi rộn ràng vàng tím đỏ xanh, cô nào cô nấy thủ tình làm sao tìm về.
Yamaha Suzuki cách tan cùng đùa. Cùng vượt đường xa ta cũng rú ra bay dù dù. Kìa đẹp làm sao hơ hơ, mấy cô trong mình mà cười. Một bữa nọ tôi gặp một cô nàng má phấn màu son tè le tét lét. Tôi mới mời lời có một tiếng thì cô nọ ngại tót lên xe ôm eo ếch tôi muốn vợ ôm chồng. Ngồi kế bên người đẹp tôi thấy hồn mình bay bổng lên tận chín tầng mây. Tôi liền bảo dạng tròn tay đầu tao giữa sát qua vai của nàng. Chiếc xe bị mất thăng bằng đảo qua đảo lại rồi đâm ngay vô cột. Tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đầu thì quấn băng trắng lốp, còn mấy đứa con tôi đứng sau góc giường khóc thút thít như là đám ma. Còn con vợ tôi nó hỏi cái giọng mất hẳn: sao tởn chưa ông? Tôi vừa rên vừa nói: tởn chứ sao mà không tởn. Nhưng mà cái này đâu phải tại tôi đâu. Vợ tôi nói: chứ tại ai? Tôi nói: tôi rồi tôi coi ngày không kỹ nên tôi mới bể đầu. Vợ tôi xí tôi một cái rồi bảo: chứ hẳn phải tại cái con đó, tại con đó làm cho ông sặc máu mũi.